Ngày 24 tháng 2 năm 2016, tại thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã chủ trì hội nghị tham tán thương mại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, hội nghị tham tán thương mại khu vực miền Trung Tây Nguyên được tổ chức với mục đích giúp các doanh nghiệp tham tán tùy viên nắm bắt được nhu cầu nguyện vọng của các doanh nghiệp miền Trung Tây Nguyên, qua đó giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm hiểu mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại đây, nhiều vấn đề doanh nghiệp quan tâm như việc hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, nhu cầu thị hiếu ngành hàng, quy định về thuế quan và các sự kiện thương mại lớn ở các nước v.v. đã được các tham tán thương mại giải đáp. Theo đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu để giảm khâu trung gian, thẩm tra thông tin của các đối tác tại nước ngoài, phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi xúc tiến thương mại và đầu tư ở nước ngoài v.v. sẽ là trọng tâm mà các tham tán triển khai trong thời gian tới. Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết khu vực miền Trung Tây Nguyên với 15 tỉnh thành sản xuất nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế như cà phê, cao su, hạt tiêu, chè, mật ong, hạt điều v.v. Tuy nhiên, ngoài những hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Công Thương và trực tiếp là các tham tán thương mại, thì doanh nghiệp cũng cần phải tìm hiểu rõ cơ chế chính sách quy định, chủ động liên hệ cũng như thông tin đầy đủ chi tiết nhu cầu thị trường mình quan tâm, qua đó xác định việc yêu cầu hỗ trợ của các tham tán thương mại một cách cụ thể.